thời điểm cuối thu đầu đông, tiết trời se lạnh, các bạn có thể thay đổi khẩu vị cho mình bằng một trải nghiệm du lịch hoàn toàn mới mẻ. Đó là khám phá rừng quế xanh bạt ngàn của tỉnh Yên Bái. Nếu có sức khỏe, bạn chỉ cần sắm cho mình một đôi giày leo đồi thật chắc chắn. Khi đã đặt chân lên rừng quế, điều thú vị nhất là được cùng những người giao thu hoạch quế. Nếu muốn, các bạn có thể mang chính những thành quả này đến các xưởng chế tác để bắt đầu cho những trải nghiệm tiếp theo. Ngoài tính năng sử dụng, các sản phẩm thủ công từ quế có mùi thơm đặc trưng, có khả năng xua đuổi côn trùng, giúp thư giãn tinh thần. Đây là quà tặng và những đồ lưu niệm ý nghĩa cho bạn khi kết thúc hành trình khám phá vùng đất vàng xanh đầy thú vị của tỉnh Yên Bái. TNC, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.